Tập 14. Lục đại nhân, đi theo ta một chuyến. Bây giờ sao? Sao hả? Để nào bắt chủ nhân phải chờ ngươi à? Khóa ngư minh này được thiết kế tinh xảo, cần có mật văn mới mở ra được. Thánh thượng, Bắc Bình đã không còn quân phí, Yến Dương hiếu chiến đã là nỏ mạnh hết đà. Khóa ngư minh này rơi vào tay thánh thượng đã cắt đứt ý đồ của Yến Dương. Mật văn của khóa ngư minh do cha đẻ của Lục Tranh là Tống Hạc Minh thiết kế. Mật văn này cũng chỉ có Lục Tranh mới có thể nghĩ cách phá giải. Cha con nhà họ Tống vẫn trung thành. Ti chức khấu tạ thánh ân. Ti chức nhất định sẽ dốc hết sức mình sớm ngày mở được khóa ngư minh. Thánh thượng, thần cho rằng vụ án phản nghịch vẫn nên giao cho Bách Hộ Cẩm Y Vệ là Lý Đông Phương phụ trách, để Lục Tranh giúp đỡ hắn. Chuẩn tấu. Tạ ơn thánh thượng. Lý đại nhân, Lý Vũ. Tiên sinh, không kê đơn sao? Không thuốc nào chữa được, đó là tâm bệnh. Tiên sinh, vậy có cách nào chữa được tâm bệnh không? Tâm bệnh phải cần tâm dược. Đại nhân, có biết vì sao lại gọi là khóa ngư minh không?
khóa là người cá, ý gác đêm không nhắm mắt, như con cá mở to mắt, thay thánh thượng bảo vệ giang sơn đại minh. Thời Hồng Vũ, cha cô là một cảnh cao, đã lấy được một phương pháp chế tạo quả khí ở An Nam. Ông ấy đã chế tạo ra một lô quả khí cho Đông Cung. Đông Cung không muốn thấy tai họa liên miên, chiến tranh dấy lên nữa, bèn giấu lô quả khí này đi trước khi băng hà. Người đưa tin giữa Đông Cung và Mộc Cảnh Cao chính là binh bộ thị lang Lý Nghiêm. Lý Nghiêm cũng là người cuối cùng Đông Cung nhìn thấy trước khi băng hà. Cẩm Y Vệ phản nghịch, Du Quan hãm hại Lý Nghiêm, mưu hại Đông Cung, cả nhà ông ấy bị bắt vào chiếu ngục. Lý Nghiêm trúng 12 hình phạt tỳ bà, cũng không nói ra bí mật của quả khí. Cẩm Y Vệ Tống Hạc Minh nghĩ ra một cách, dùng một tên trộm xuất thân hang cùng ngõ hẻm cháo đổ với con của Lý Nghiêm để hương khói cho Lý gia. Tên trộm xuất thân hang cùng ngõ hẻm ấy chính là Lý Dụ ngày hôm nay. Con trai của Lý Nghiêm chính là ta. Cô nói đúng lắm. Ta cố chấp lấy khóa Ngư Minh là có ý đồ điên. Ta giao khóa Ngư Minh cho thánh thượng là để lấy lại danh tiếng trung thành của cha ta Lý Nghiêm. Ngài họ Diêm, ngài là người Tế Ninh. Lý Nghiêm không thể nào là cha ngài. Sau khi ta bị đưa vào chiếu ngục, Viên đại nhân đã nhận nuôi ta. Cha ta nhận tội, bảo vệ được cái mạng quèn của ta, nhưng lại thành tội thần của Đại Minh, còn hại cả nhà Mộc Cảnh Cao. Năm Hồng Vũ thứ 29, ta âm thầm điều tra, cứu cô từ giáo phường Ti ra, chính là vì trong lòng ta hổ thẹn. Người hại chết Mộc Cảnh Cao cha cô không phải là cha ta, mà là ta. Cái mạng quèn này của ta không xứng được sống. Sắp đánh trận xong rồi, ta đã làm được việc trung quân báo quốc. Cha nợ con trả, ta cũng làm được rồi. Ta còn một chuyện muốn làm, đó là đền mạng của ta cho cô. Năm xưa, ta khuyên cô sống cuộc sống của người bình thường. Ta biết chắc chắn cô sẽ không làm thế, bởi vì cô giống ta, đều sống vì một chấp niệm. Giấu cô bao nhiêu năm nay chính là vì ta muốn lợi dụng cô. Từ đường Triệu Thị, tổ tông, con cháu bất hiếu. Con cháu bất hiếu. Bài gì của tổ tiên rối tung lên rồi.
Đây là cực kỳ bất kính. Bắt trộm, dừng tay. Mau mau, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Mau xuống đây, xuống đây, mau xuống đây, xuống đây. Đi, đi, đi. Đánh hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Dừng tay đi. Tộc trưởng, hắn là tên trộm. Hắn trộm tiền nguyên gốc cúng tế của chúng ta. Thả hắn ra đi. Tộc trưởng, ngươi đi đi. Tộc trưởng, thôi bỏ đi, hắn cũng là một kẻ đáng thương. Bái kiến Lục đại nhân. Bái kiến Lục đại nhân. Hôm đó Lý Đông Phương đưa các ngươi đến đâu? Ti chức trực đêm ở nha môn, các huynh đệ đều có thể làm chứng. Xin đại nhân tha cho ti chức. Ti chức thực sự không dám nói. Lý Đông Phương, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Ta đã nghe thấy cả rồi, nhưng ta lại không hiểu ý của Trương Thiên Tổng. Ngươi không hiểu câu nào? Ta chỉ muốn nhờ Lý Thiên Tổng giúp ta một việc nhỏ. Giết cô. Lý Thiên Tổng
biết chừng mực bà. Làm thế vì lý do gì? Để thoát khỏi hiềm nghi, chút lui an toàn. Từ sau hội qua đăng Tết Trung Nguyên, đã liên tục có cảm biến dày theo dõi ta. Tên lục tranh kia đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi, nhưng ta lại không động vào hắn được. Tại sao? Chuyện này coi như một thử thách nhỏ cho việc chúng ta kết minh đi, để trao đổi. Ở đây có một con đường bí mật có thể xuyên thẳng đến điện dân qua trong cung. Ta biết Dương Trung mà các ngươi sắp xếp bên thánh thượng lúc trước đã bị Lục Tranh đánh chết. Cũng biết các ngươi đã vận chuyển 200 giò thần tiên túy từ Bắc Bình đến hầm của cục rượu giấm mì trong hoàng cung. Rốt cuộc cô muốn giúp phe nào? Tiệm tơ lụa Trương Ký. Ngươi muốn sống thì bắt buộc phải tiếp tục. Ngươi đã không thể dừng tay được nữa. Ta khác với cô. Vậy tại sao ngươi lại đưa khóa ngươi minh cho ta? Ta đưa cho Tống Thiên Ý. Hắn đã làm tới mức này rồi, liều cả mạng, ta nhất định sẽ cho hắn. Hơn nữa, hắn dùng khóa ngươi minh để cứu người hắn yêu. Tống Thiên Ý là bạn của ta, ta bội phục hắn từ tận đáy lòng. Hắn chịu bao nhiêu khổ cực, trải qua bao nhiêu chuyện lòng người hiểm ác như thế, nhưng chẳng những không hận thế giới này, mà còn dũng cảm yêu thương một người. Ta không biết những kẻ tay to mặt lớn các cô chơi trò gì, cũng không biết khóa ngư minh có thể mang lại thứ gì cho các cô. Tống Thiên Ý chết rồi, thì ít nhất hắn cũng đã từng sống. Có những người đang sống, nhưng chỉ là chôn mộ vài năm mà thôi. Vậy nếu Lục Tranh biết ngươi giết Tống Hạc Minh, hắn có báo thù không? Ý của Diên đại nhân là bảo ngươi mau chóng điều tra kẻ dân đóng tấu chương này đều là phe phản nghịch. Người như chúng ta mà muốn sống tiếp thì phải nắm đao trong tay mình. Đây là chữ gì? Kiến. Chữ này thì sao? Ta không biết chữ, đọc giúp ta đi. Năm kiến nhân đầu tiên, ta bỗng có ý nghĩ mới. Các cô nói những cái này là bè lũ phản nghịch, có chứng cứ không? Không. Không có chứng cứ thì ta điều tra kiểu gì? Viên đại nhân nói ai là phản nghịch thì kẻ đó là phản nghịch. Viên đại nhân nói với ai? Ta. Cô ư? Vậy không được rồi. Nếu như bà chủ trương truyền lời sai thì đó là trách nhiệm của cô, hay là sai sót của ta đây? Chỉ bằng thế này, cô bảo Viên đại nhân tới đích thân nói cho ta một lượt. Người như chúng ta mà muốn sống sót thì phải nắm đao trong tay mình. Nghĩa môn. Các vị đại nhân không cần chờ nữa, Lý Đông Phương bệnh nặng chưa khỏi, sẽ không tới đâu. Lục Tranh,
Hình như ngươi đã không còn là người phụ trách vụ án phản nghịch nữa. Lý Đông Phương mới là người được hoàng thượng giao cho. Lúc này ngươi cầm dương lệnh kỳ bài của ngài ấy thì không thỏa đáng đâu. Ý của thiêm sự đại nhân là muốn cho Lý Đông Phương khỏi bệnh mới thẩm tra án sao? Cũng không phải là không được. Bái kiến đại nhân phụ trách. Đại nhân, về vụ án phản nghịch, bước tiếp theo nên xử lý thế nào đây? Thiêm sự đại nhân, hắn không nghe thấy cũng không nói được. Đại phu nói hết thuốc chữa rồi, là tâm bệnh. Thiêm sự đại nhân, Lý Đông Phương đã thành thế này rồi, còn làm người phụ trách kiểu gì nữa? Vậy cũng không sao, ít ra vẫn chưa mù. Đại nhân, Thì chức hiểu. Ngươi giở trò gì vậy? Thiêm sự đại nhân, hắn bị điên. Lý Đông Phương, Lý Đông Phương, mau đi thôi, mau lên. Đại nhân, dương lệnh kỳ bài như hoàng thượng đích thân đến, chúng ta vẫn không nên hỏi chuyện Lý đại nhân làm thì hơn. Đi, mau lên. Tiên đế đã đóng chiếu ngục. Tiên đế đã đóng chiếu ngục. Sao các ngươi dám? Mau lên, mau đi đi. Đi theo. Hỏi một câu nhé. Mời đại nhân nói. 1.3681 cộng 2.6873 bằng bao nhiêu? Cái này, thưa đại nhân, bằng 3.5000. Tiên đế đã thiêu hủy hình cụ của Cẩm Y Vệ. Ngươi dám? Ông lắm lời nhất. Xưởng ta trước. Ngươi đại nhân, các người. Đừng giả vờ nữa. Ta hỏi ông lần nữa. Một dạng bao nhiêu nhỉ? Ta quên mất rồi. Cộng một số bất kỳ bằng bao nhiêu? Đại nhân nói bao nhiêu thì bằng mấy nhiêu? Bằng bao nhiêu? Đại nhân nói bao nhiêu là bấy nhiêu?
Công tử, đây là chữ của lão gia, phụ thân. Mau đến bến cảng, tìm tên họ Thẩm, lấy hết tiền nhà chúng ta ra. Dân. Mau lấy hết bạc trắng gửi trong tài khoản của ta ra ngoài. Cẩn thận, mau mau. Mau mau. Đi đi đi. Đi, khiêng đi. Các ngươi chuẩn bị đi, tí nữa các đại nhân sẽ đến lấy bạc. Đúng rồi, thu dọn giúp ta, ta phải đến nha môn trấn phủ ti đầu thú. Được, rõ, thưa ông chủ. Đại nhân, đây là bái thiếp của lão gia nhà ta, mong đại nhân có thể giơ cao đánh khẽ. Đại nhân rộng lượng. Nào, mau lên, mau lên. Mau. Đại nhân. Số bạc trắng này là sao vậy? Người không nghe thấy. Không nghe thấy ta cũng phải nói. Đêm qua có tổng cộng 5 chiếc xe ngựa đến. Nhiều đương thế này, ít nhất cũng phải mấy vạn lượng. Ta ghi hết vào sổ như thường rồi. Thời Hồng Vũ, 2 lượng bạc trắng đã phải chém đầu. Nhiều tiền thế này, nhận nhiều tiền thế này, ngươi phải bị chém. Ít nhất phải bị chém vô số lần. Chính vàng 8.000 lượng bạc trắng. Niêm phong tại chỗ, chuyển hết vào cung. Dân. Dân. Đêm qua ta đã hoàn thành một tâm nguyện. Ngủ giữa đống tiền sẽ có cảm giác thế nào? Cấn lắm. Đại nhân phụ trách, ngài khỏi bệnh rồi. Ta bị tâm bệnh. Vụ án phản nghịch mãi chưa thể kết án. Ta lo lắng thay thánh thượng. Nhưng mà thấy trong nha môn các huynh đệ đều chăm chỉ tra án, không tranh chấp nội bộ, tâm bệnh của ta đã khỏi rồi. Mấy lần trước tịch biên tài sản cũng không thu được nhiều thứ thế này. Ta đoán chắc chắn tiền hối lộ Yến Dương mua chuộc các vị đại nhân không được giấu trong nhà. Thế nên ta đã bày kế để họ bỏ tiền mua mạng. Mua mạng đương nhiên là có bao nhiêu tiền thì chi bấy nhiêu rồi. Thế nên bọn họ đã tự giao nộp toàn bộ tài sản của mình, còn đích thân đưa số bạc trắng này đến quan sát của ta. Đại nhân phụ trách đúng là anh minh thần võ. Đường Dục, Quách Dịch, hai người đi bắt kẻ giấu tiền cho phe phản nghịch đi. Đại nhân, tiêu chức ngu dốt, bắt ai vậy? Hỏi Lục đại nhân ấy. Đêm qua hắn vẫn luôn âm thầm nghe ngóng. Năm chiếc xe ngựa, chính dạng 8.000 lượng bạc trắng, cứ phải ghi hết vào sổ vô thường à? Đừng ghi nữa, không ghi được. Đại nhân, không đúng lắm, sao tên này lại tự thu dọn tay nải luôn vậy? Lục soát. Lục đại nhân, không cần lục soát. Bạc đều ở dưới nước, ngài cứ từ từ mà vớt. Đếm cho kỹ, nhanh nhẹn lên. Để tất cả quan viên trong triều xem đi. Ta cũng không biết, quá ra Đại Minh lại giao như vậy. Đại nhân, bạc trắng vẫn luôn hiếm có. Lần này tự nhiên mau ra nhiều như vậy, chắc chắn tên họ Thẩm kia không đơn giản. Ra ra vài tên tham quan nữa thì cũng
khỏi phải đánh trận này luôn. Muốn ăn không? Có thể cho ngươi ăn, nhưng ngươi phải giúp ta một việc. Việc gì? Ta không muốn ăn, nhưng mà có thể nghe thử. Hôm nay Diên đại nhân nói với ta một câu không rõ ràng, ngươi giải thích hộ ta với. Ngươi nói lại lời ấy một lần đi. Ngài nói bắt thêm mấy tên tham quan nữa thì khỏi phải đánh trận này luôn. Không được, ngươi phải diễn lại tình cảnh ấy một lượt để ta còn ngẫm. Ngài nói thế này: ta đứng đây, ngài ấy ở đây. Ngài nói với ta là nếu bắt thêm mấy tên tham, bắt mấy tên tham quan à? Vẻ mặt thế nào? Vẻ mặt khá nghiêm túc. Ngon không? Không ngon. Không ngon ăn hết hơn nửa bát. Câu này có hai hàm nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một là bảo ngươi đừng bắt người nữa, chiến sự chưa dứt, trong triều không có người. Còn một hàm nghĩa nữa là bảo ngươi bắt hết phe phản nghịch, trả bạc trắng tịch thu được về quốc khố để lấp cái động không đáy như chi phí cho quân đội. Ngươi có biết đại quân Linh Đường mỗi bước đi đều cần vàng thật bạc trắng không? Ta hiểu rồi. Chuyện này dù chọn thế nào thì xảy ra chuyện cũng là trách nhiệm của ta. Biết không thể làm mà vẫn làm, hiểu không? Làm gì không quan tâm có thể thành công hay không, chỉ cần quan tâm có nên làm hay không. Ai nói vậy? Thánh nhân. Thánh nhân nào? Khổng Tử. Tử gì nói ta cũng không đồng ý. Không làm được việc thì mất cả mạng, còn nên hay không cái nỗi gì? Chỉ khi vững dạ làm thành công, sống sót thì mới có cơ hội làm chuyện nên làm. Chuyện có đen có trắng, thế giới vốn rất đơn giản. Chính vì ai cũng nghĩ như ngươi nên mấy ngày càng tệ. Ta hỏi ngươi, một dạng lỗi sai gộp lại có thể bằng một việc đúng không? Cảm ơn tỷ tỷ. Cô nương, giao hàng không? Bà chủ Trương, cô không sao chứ? Có một cách nhanh hơn rửa thế này nhiều. Cách gì? Tìm một chiếc xe ngựa, bỏ những cái bát này vào xe ngựa, tìm một nơi không có người, đào một cái hố to, chôn những cái bát này vào trong đấy. Sáng mai ta đi mua mấy cái mới về. Ngươi giỏi thật đấy. Bách hộ trẻ nhất nha môn Trấn Phủ Ti, con trai chỉ huy sứ đại nhân, cẩm y vệ được hoàng thượng xem trọng nhất, học trò cưng của Khổng Tử, Lục đại nhân. Bị việc rửa bát làm khó, Lục đại nhân không bao giờ làm việc nhà. Ngươi biết đống bát đĩa này đáng bao nhiêu tiền không? Ngươi biết mỗi năm một nhà nông kiếm được bao nhiêu tiền không?
tên Dương Đen như ngươi giỏi vẽ chuyện gì? Ta chỉ than mấy câu thôi, đâu cần lôi một đống chuyện ra để khịa ta. Ngươi mà còn lười biếng thì ta còn nói lời khó nghe hơn đấy. Hơn nữa những gì ta nói đều là sự thật. Ta muốn nghe thử xem còn gì khó nghe hơn nữa. Ngươi có một biệt hiệu rất kiêu, bản thân ngươi không biết, nhưng cả nha môn Trấn Phủ Ti đều biết hết. Là gì? Ngươi là tên trai tân duy nhất trong cả nha môn Trấn Phủ Ti. Ngươi đừng vì vậy mà nản chí tự ti. Đau, vết thương toét rồi. Đau không? Đau đau đau. Đau thật, đau thật, đau thật. Ta xem nào. Đại nhân, bà chủ Trương xảy ra chuyện rồi. Có một chuyện gấp. Không phải ngươi cố ý tìm người đến để trốn rửa bát đấy chứ? Chỉ có ngươi mới làm ra được loại chuyện ấy thôi. Chú ý an toàn nhé.